Chương 4. Chiếc áo choàng du hành như thế nào? Nó là loại áo choàng gì? Và nó sẽ đem điều tốt lành gì đến cho hoàng tử? Đừng sốt ruột, tôi sẽ kể bạn nghe tất cả về nó. Hãy tưởng tượng, nhìn bề ngoài nó chỉ là một gói nhỏ tầm thường, tồi tàn và nhỏ bé. Lúc hoàng tử đo lo đụng vào, ngay lập tức nó thu nhỏ hơn nữa, thu nhỏ cho đến lúc cậu bé có thể nhét vào túi quần, giống như chiếc khăn tay cuộn thành quả bóng nhỏ. Cậu cất nó đi ngay lập tức vì sợ bà bảo mẫu có thể thấy, và để nó ở đó suốt ngày đêm. Cho đến sau buổi học sáng hôm sau, cậu vẫn không có dịp thẩm tra vật báu của mình. Khi cậu dở ra, nó có vẻ như chẳng có gì là quý báu, chỉ là một miếng vải hình tròn màu xanh đậm. Ngoài ra không điểm thêm màu sắc gì, mặc dù không dơ bẩn nhưng trông nó thật tồi tàn. Ở chính giữa có một khe hở, một lỗ tròn vừa vặn với vòng cổ. Nói chung, hình dáng chiếc áo choàng thực sự giống hình dáng áo choàng poncho Nam Mỹ, rất đơn giản nhưng tiện lợi và thanh nhã vô cùng. Hoàng tử đo lo chưa bao giờ thấy vật nào giống như nó. Mặc dầu thất vọng, cậu lại tò mò muốn thẩm tra nó. Cậu trải nó ra nền nhà, kế đó khoác lên vai. Cảm thấy rất ấm áp và tiện lợi, nhưng nó tồi tàn quá chừng. Một vật tồi tàn duy nhất mà hoàng tử chưa bao giờ được thấy trong đời. Nó sẽ mang lợi ích gì cho con đây? Hoàng tử thốt lên thật buồn rầu. Con không cần áo quần đi ra ngoài, vì con có bao giờ được đi ra ngoài đâu. Con tự hỏi tại sao mẹ lại cho con vật này, và trong thế giới này con sẽ làm gì với nó. Mẹ đúng là một người buồn cười, mẹ tiên đỡ đầu thân mến của con ơi. Tuy nhiên, vì bà là mẹ đỡ đầu và đã cho cậu chiếc áo choàng này, nên cậu gấp nó lại cẩn thận rồi cất đi, giấu nó ở một góc an toàn trong ngăn tủ cao nhất của cậu, nơi mà người bảo mẫu không khi nào đụng tới, xứng với hình dáng tồi tàn nghèo nàn của nó. Cậu không muốn bà ta tìm thấy nó, cười nhạo chiếc áo choàng hoặc là chế nhạo bà mẹ đỡ đầu của mình, vì cậu cảm thấy chắc chắn bà ta sẽ làm điều đó nếu bà ta biết tất cả câu chuyện. Dần dần cậu quên mất đã để nó ở đâu. Không những thế, tôi rất tiếc đã nói ra điều này vì đang là một đứa trẻ và không được thấy bà lại lần nữa. Cậu hầu như quên mất bà mẹ đỡ đầu già nua nhưng rất dịu dàng của mình, hoặc chỉ nghĩ đến bà khi cậu đọc thấy các vị tiên thánh thần trong sách. Cuộc viếng thăm của bà hình như chỉ là một giấc mơ trong đêm. Chắc chắn có nhiều lần cậu nhớ bà, những buổi sáng sớm như cái buổi sáng lúc bà xuất hiện bên cạnh cậu, và những buổi chiều tà lúc ánh sáng nhá nhem khiến cậu liên tưởng đến màu tóc và màu bộ quần áo mềm mại đáng yêu của bà. Trên hết mọi sự là khi chợt tỉnh giấc nửa đêm, thấy các vì sao lấp lánh bên ngoài cửa sổ, hoặc vầng trăng sáng chiếu qua chiếc giường nhỏ bé của mình. Cậu sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu bà đứng bên cạnh giường chăm chú nhìn cậu với cặp mắt đẹp dịu dàng, trong đó hình như ánh lên niềm thích thú lẫn sự an ủi khác hẳn những điều cậu đã từng được biết. Nhưng bà đã không đến, và dần dần hình bóng bà tuột khỏi trí nhớ của cậu, chỉ là trí nhớ của một đứa trẻ, cho đến khi có một điều xảy ra khiến cậu nhớ đến bà và cần bà như thể cậu chưa bao giờ cần điều gì trước đó. Hoàng tử đo lo đổ bệnh. Người bảo mẫu của cậu không thể hiểu tại sao lại ra nông nỗi như thế. Cậu bị một cơn đau bình thường mà người dân tại vương quốc Normans gọi là bệnh sinh ra do trạng thái chán nản. Sự buồn nản lẫn không hài lòng khiến cậu không an giấc, cáu kỉnh và gắt gỏng. Ngay cả lúc cậu đã khỏe hơn, cậu cũng không ham muốn điều gì, chỉ nằm trên ghế trường kỷ suốt ngày. Bà bảo mẫu sốt ruột cực kỳ, nỗi khiếp sợ nhất của bà ta là cậu rất có thể bị chết. Bà ta cũng sốt ruột vì sự lặng thinh của cậu. Cuối cùng, thấy cậu thực sự đang hồi phục, bà ta để cậu tùy ý. Mặc dầu chán nản vì sự tẻ nhạt, cậu lại thấy hài lòng được nằm lại một mình, hoàn toàn chỉ một mình. Thỉnh thoảng, một cơn cáu kỉnh ập đến. Lúc đó, cậu ao ước đứng bật dậy và làm chuyện gì hoặc đi đâu đó.
Cậu muốn bắt chiếc con mèo con lông trắng nhảy xuống chân tháp rồi chạy trốn vắt giỏ lên cổ. Cơ hội có thể đến bất cứ khi nào. Than ôi, chỉ có một điều cậu nhớ lại. Con mèo con có bốn cái cẳng nhanh nhẹn trong lúc cậu... Ta tự hỏi mẹ đỡ đầu của ta có ý gì khi bà nhìn chăm chú đôi chân ta và thở dài có vẻ chua xót thế. Ta tự hỏi tại sao ta không thể đi đứng thẳng và đều đặn giống như người bảo mẫu của mình. Hơn nữa, ta không thích thấy những bước giày nặng nề, ồn ào của bà ta. Thật là tuyệt vời nếu có thể di chuyển một cách mau lẹ. Có lẽ là bay giống như chim, giống như đàn chim ta đã thấy bay lướt trên không trung, con nọ tiếp nối con kia. Đây là lối đi của loài chim, những sinh vật sống động duy nhất mãi mãi bay qua cánh đồng hiu quạnh. Cậu rất quan tâm đến chúng, đang tự hỏi khi nào chúng đến và chúng bay tới đâu. Được làm một con chim thật tuyệt làm sao? Nếu đôi chân không được khỏe mạnh, tại sao lại không thể có một đôi cánh? Có lẽ người ta sẽ có cánh sau khi chết. Ta ao ước được chết, ta rất chán và không ai để ý đến ta. Chẳng bao giờ có ai chăm sóc đến ta ngoại trừ mẹ đỡ đầu. Mẹ đỡ đầu yêu quý, mẹ đã hoàn toàn bỏ rơi con sao? Cậu mỏi mệt vươn vai, tự kết luận, rồi gối đầu lên trên đôi bàn tay. Khi cậu làm như thế, cậu chợt cảm thấy có ai đó hôn phía sau gáy mình. Cậu bèn quay lại, thấy mình đang tựa không phải trên cái gối ở ghế trường kỳ, mà là tựa lên đôi vai ấm áp của bà già nhỏ bé mặc đồ xám. Thấy bà, cậu thật sự sung sướng biết bao. Cậu nhìn đôi mắt của bà thấy hiền dịu quá chừng. Cậu sờ tay bà, hiểu rằng bà ta thật sự bằng xương, bằng thịt. Tiếp đó, cậu vòng đôi cánh tay qua cổ bà và hôn bà như thể cậu chưa bao giờ được hôn. Dừng lại, bà la lên, giả đò như bị ngộp thở. Mẹ hiểu con không quên những điều chỉ dẫn của mẹ. Hôn là một điều tốt lành, nhưng phải có chừng mực. Nhưng phải để mẹ kịp thở để nói một lời chứ. Một chục lời cơ, cậu đáp. Được rồi, giờ hãy kể mẹ nghe tất cả những gì đã xảy đến với con từ lúc mẹ gặp con. Đúng hơn là từ lúc con gặp mẹ. Nó hoàn toàn khác nhau đấy. Hoàng tử trả lời có vẻ âu sầu. Không gì xảy ra, không có việc gì đã từng xảy ra với con cả. Con rất buồn tẻ phải không cậu bé? Buồn tẻ đến nỗi con đã nghĩ đến việc không biết con có nên nhảy xuống chân ngọn tháp giống như con mèo nhỏ lông trắng của con không? Đừng làm điều đó, con không phải là một con mèo nhỏ lông trắng. Con ao ước là bất cứ thứ gì ngoại trừ việc con là con. Con không thể khiến con thành bất cứ gì khác. Mẹ cũng không thể làm điều đó. Con phải bằng lòng với thân phận của con. Bà già nhỏ bé nói điều đó nghiêm khắc nhưng cũng thật dịu dàng. Bà tròn tay quanh cổ cậu và hôn lên trán cậu. Đây là lần đầu chứ cậu chưa bao giờ được nghe ai ăn nói như thế. Cậu ngước lên có vẻ ngạc nhiên chứ không hề đau khổ vì lời nói của bà cứng cỏi nhưng cử chỉ của bà lại dịu dàng vô cùng. Bây giờ, hoàng tử của mẹ, vì con là một vị hoàng tử nên con phải cư xử như thế. Hãy xem chúng ta có thể làm gì, mẹ có thể làm bao nhiêu cho con hoặc chỉ bảo con phải tự làm sao. Cái áo choàng du hành của con đâu? Hoàng tử đo lo mắc cỡ đỏ mặt. Con để nó trong ngăn tủ. Đó là con giả sử nó vẫn còn ở đó. Con chưa bao giờ sử dụng nó. Con không thích nó sao? Hoàng tử lưỡng lự nói, không muốn bất lịch sự. Mẹ không nghĩ nó chỉ là một vật rác rưởi nhỏ bé và cũ kỹ đối với một hoàng tử à? Bà già cười phá lên một tràng dài và to, mặc dầu rất dịu dàng. Hoàng tử, thực thế. Tại sao nếu tất cả hoàng tử trên thế gian này đều ao ước nó, họ lại không thể có nó trừ khi ta đưa nó cho họ? Vật rác rưởi cũ kỹ à? Nó là một vật quý giá không thể tưởng tượng được. Rất ít người có được nó, nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ tặng nó cho con, bởi vì con thật khác xa những kẻ khác. Con ư? Hoàng tử nói. Lần đầu tiên cậu tò mò nhìn chăm chú lẫn chút băn khoăn vào khuôn mặt của người mẹ đỡ đầu.
Nét mặt bà rất âu sầu nhưng thật nghiêm trang, với những giọt lệ từ từ rơi xuống. Bà nắn đôi chân nhỏ bé tật nguyền của cậu. Cái này không giống như những đứa trẻ khác. Thực thế à? Bà bảo mẫu của con không bao giờ nói với con điều đó. Rất không giống. Nhưng giờ đã đến lúc con được biết. Mẹ sẽ kể con nghe, vì mẹ rất yêu con. Kể con nghe như thế nào đi, mẹ đỡ đầu thân yêu của con. Đó là con không bao giờ có thể đi, đứng, chạy, nhảy hoặc chơi đùa. Cuộc sống của con sẽ hoàn toàn khác cuộc sống của hầu hết mọi người. Nhưng rất có thể là một cuộc sống hạnh phúc. Con đừng sợ hãi. Con không sợ hãi, cậu bé đáp. Nhưng nét mặt cậu nhợt nhạt, cặp môi bắt đầu run run, mặc dầu cậu không thực sự khóc. Cậu đã quá lớn để mà khóc lóc, và có lẽ cậu cũng quá kiêu hãnh nữa. Mặc dầu cậu không hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhưng cậu bắt đầu đoán lờ mờ ý nghĩa lời nói của mẹ đỡ đầu. Cậu chưa bao giờ thấy những đứa trẻ thực sự bằng xương bằng thịt, nhưng cậu đã thấy hình ảnh của chúng chạy nhảy. Cậu đã nhìn thật thích thú và cố gắng khó nhọc bắt chước, nhưng luôn luôn thất bại. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại bị thất bại. Và cái điều cậu luôn luôn phải chịu thất bại là lẽ đương nhiên, vì chân cậu không giống như những đứa trẻ khác. Đôi chân thật vô dụng khi cậu ao ước được làm như chúng làm, chơi đùa như chúng chơi đùa, ngay cả khi cậu có chúng để cùng chơi đùa. Cuộc sống của cậu thật riêng rẽ. Trong đó, cậu phải tự tìm ra việc làm và niềm vui thú mới mẻ cho chính mình. Cái cảm giác không thể tránh được như người lớn thường nói. Chúng ta không thể có những điều chúng ta mong muốn, mà chúng ta phải học cách chấp nhận chúng và làm cho chúng ngày một hoàn thiện hơn. Bài học này sớm hay muộn, mọi người đều phải học hỏi. Than ôi, đáng buồn thay là nó đã mau chóng đến với cậu bé bất hạnh. Cậu tìm cách chống đỡ trong giây lát, rồi hoàn toàn bị khuất phục, quay lại nhào vào vòng tay của mẹ đỡ đầu và cay đắng thổn thức. Bà an ủi cậu. Tôi không biết nói ra sao ngoài một điều rằng tình yêu luôn luôn là niềm an ủi. Kế đó, bà thì thầm với cậu bằng giọng nói rõ ràng, dịu dàng và đầy phấn khởi. Đừng bận tâm. Không, con không nghĩ là con bận tâm. Con sẽ không bận tâm chút nào. Cậu trả lời y như một người lớn hiểu được cái dũng khí trong giọng nói của bà, dù cho cậu chỉ là một đứa bé. Thật đúng, hoàng tử của mẹ. Đúng là khẩu khí của một ông hoàng. Bây giờ chúng ta biết đích xác mình đang ở đâu. Chúng ta hãy gắng sức và... Chúng ta đang ở trong tháp tuyệt vọng. Nếu ngọn tháp có tên thì đây chính là tên của nó. Không có hy vọng nào để chúng ta gắng sức, cậu bé buồn rầu thốt lên. Con quá ngốc nghếch. Thật là may con có một người mẹ đỡ đầu tên gọi là... Gọi là gì à? Cậu bé có vẻ háo hức. Vô lý. Vô lý? Một cái tên buồn cười như thế sao? Một số người đặt cái tên đó cho mẹ, nhưng họ không phải là bạn bè thân thiết của mẹ. Những người này gọi mẹ như thế mà không bận tâm điều gì. Bà già nói thêm, mắt chớp nhẹ. Vì thế, khi con biết mẹ và hiểu tốt về mẹ, con có thể tặng mẹ bất cứ cái tên nào mà con thích, không thành vấn đề. Nhưng mẹ là mẹ đỡ đầu của con, cậu bé ạ. Mẹ có vài đứa con đỡ đầu. Mẹ biết những đứa đó yêu mẹ chân tình. Chúng nhận được ở mẹ những lời cầu nguyện vĩ đại nhất trên thế gian. Con rất tin tưởng điều đó. Hoàng tử tật nguyền la lên, đồng thời quên hết nỗi phiền muộn lúc cậu chăm chăm nhìn bà. Vẻ mặt bà hớn hở, đôi mắt bà sáng như hai vì sao, áo quần bà thật lộng lẫy, và toàn bộ căn phòng hình như đầy ắp ánh sáng với sự hiện diện lộng lẫy và phúc hậu của bà. Cậu rất có thể mãi mãi nhìn bà chăm chú như thế, nửa thương yêu, nửa sợ hãi. Nhưng đột nhiên bà thu nhỏ lại thành bà già nhỏ bé, mặc toàn sán. Và với đôi mắt ánh lên tinh quái, bà hỏi đến cái áo choàng du hành. Mang nó ra khỏi ngăn tủ, rũ sạch bụi, nhanh lên. Bà bảo hoàng tử Đo Lo đang đứng đờ mặt, đúng hơn là mắc cỡ.
trải nó ra nền nhà và chờ đợi cho đến khi khe hở được khép kín, vành ngoài cong lên, sau đó mở cửa sổ trên mái nhà. Để ý, mẹ nói mở cửa sổ trên mái nhà, con tự ngồi vào chính giữa cái áo choàng giống như con ếch ngồi trên chiếc lá súng. Hồ, thần chú, đum đum đum, con sẽ thấy điều gì xảy ra? Hoàng tử bật cười rộ lên, thật là ngớ ngẩn quá chừng. Cậu tự hỏi, một bà già khôn ngoan như mẹ đỡ đầu của mình lại nói những lời vô lý thế ư? Vô lý? Con nghĩ như vậy à? Bà ôn tồn cảnh báo, dù đó chỉ là ý tưởng cậu nghĩ đến và chưa kịp thốt ra thành lời. Mẹ chưa bảo với con rằng có vài người gọi mẹ với cái tên đó sao? Đừng bận tâm, điều đó không làm hại mẹ được. Rồi bà cả cười, cười thật to, vui vẻ, giống như một đứa trẻ thơ. Như thể bà đang ở độ tuổi hoàng tử thay vì tuổi già của mình. Dù có thế nào đi chăng nữa, chắc chắn bà là một bà già phi thường nhất. Tin tưởng mẹ hay không, điều đó không thành vấn đề, bà nói. Đây là chiếc áo choàng. Khi con muốn đi du hành với nó, hãy nói, thần chú đum đum đum. Khi con muốn quay lại, hãy nói, thần chú tum tum ti. Đó là tất cả. Tạm biệt con. Một luồng gió thật dễ chịu thổi phù qua cậu, khiến chỉ trong giây lát cậu cảm thấy thật khỏe khoắn. Đó là tất cả những gì hoàng tử biết rõ. Người mẹ đỡ đầu thật phi thường của cậu đã biến mất. Vừa lúc bà mẫu bước vào phòng, miệng oang oang. Giờ đây cặp má của hoàng tử thực sự đã hồng hào làm sao? Cậu có vẻ đã khỏe hẳn rồi. Cháu nghĩ cháu đã khỏe lại. Hoàng tử trả lời rất dịu dàng, cậu lịch sự và tử tế ngay với bà bảo mẫu ác nghiệt của mình. Bây giờ hãy để cháu dùng cơm tối, xong xuôi bà hãy đi may vá như thường lệ. Tuy nhiên, ngay sau khi bà ta mang chồng chén đĩa đi khỏi, lần đầu tiên kể từ lúc bị bệnh, cậu thấy thật hài lòng. Hoàng tử đo lo tuột xuống khỏi trường kỷ, nhảy chồm một hai cái, giống như ếch nhảy tới, sát ngăn tủ nơi cậu để đồ chơi, nhìn chăm chú khắp mọi chỗ để kiếm chiếc áo choàng du hành của mình. Nhưng than ôi, nó không còn ở đó. Trong lúc cậu bị đau bệnh vì quá chán nản, người bảo mẫu cho rằng đây là cơ hội tốt để xếp đặt lại các đồ vật, đã thanh toán gọn gàng các món rác rưởi của cậu. Con ngựa không đầu thân thương của cậu, những xe cút kít gãy càng, cừu không chân cùng các con chim không cánh, tất cả cái gia tài trong những ngày thơ ấu của cậu, những vật mà cậu không thể xa rời nếu bị vứt bỏ đi. Mặc dù bây giờ cậu ít khi chơi tới chúng, nhưng cậu thích cái cảm giác chúng vẫn nằm ở đó. Tất cả đã biến mất, kể cả chiếc áo choàng du hành. Cậu ngồi bệt xuống nền nhà, nhìn chăm chăm cái ngăn tủ trống rỗng thật sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Đoạn bật khóc nức nở như thể con tim của mình đã bị xé nát. Nhưng cậu khóc lặng lẽ, luôn luôn lặng lẽ. Cậu không bao giờ để bà bảo mẫu nghe thấy mình khóc. Bà ta chỉ cười nhạo cậu mà thôi, như cậu cảm thấy bà ta sẽ cười nhạo lúc này đây. Cậu la lên. Tất cả là lỗi ở con, đáng lẽ con phải lưu tâm nhiều hơn đến quà tặng của mẹ đỡ đầu. Ôi, mẹ đỡ đầu hãy tha thứ cho con sẽ không bao giờ cầu thả như thế nữa. Con không biết chính xác áo choàng như thế nào, nhưng con chắc chắn nó là một vật quý giá. Hãy giúp con tìm thấy nó. Ôi, đừng để nó bị mất, xin đừng. Ha ha ha, một chuỗi cười phá lên như tiếng chuông ngân. Sao chứ, chiếc áo choàng du hành đó là một vật báu trên thế gian, không ai có thể lấy đi. Áo choàng thật vô dụng với bất cứ ai ngoại trừ chủ nhân của nó. Hoàng tử hãy mở mắt ra và nhìn xem con sẽ thấy điều gì. Mẹ đỡ đầu yêu quý của ta, cậu nghĩ và quay lại háo hức nhìn chung quanh. Cậu trông thấy chiếc áo choàng du hành quý giá của mình đang nằm trong góc phòng đầy bụi bặm lẫn mạng nhện. Hoàng tử đo lo nhào về phía nó. Trên đường đi, cậu bị ngã nhiều lần như cậu vẫn thường bị ngã. Thật tội nghiệp. Rồi tự mình nhặt nó lên, ôm vào ngực. Cậu ôm chặt và hôn hít nó bất kể mạng nhện, bất kể bụi bặm, không bao giờ phàn nàn về nó nữa. Như thể nó là một vật sống. Kế đó, cậu mở áo choàng ra. Mỗi phút tự hỏi điều gì sẽ xảy ra.
và điều đã xảy ra thật lạ lùng đến nỗi tôi phải xin phép được qua chương khác.